À, lớn vô đứa nào gia hăng đây, gia hăng trả lời. Rồi. Anh bạn ở đây lại phỏng vấn, là phỏng vấn cặp kỳ vô. Đáng đây, đáng đây, hỏi tên gì, bạn tên gì, đến từ đâu, nói đi. Đến từ đâu? Học trường mẫu giáo nào? Học trường nào? Nói đây Tình Tình đến đến từ thôn suối suối gì? Suối Hà Nội. Suối Khô. Học trường nào? Phơi bọn ở kia phơi đây. Đây. Nói đi, Giang nói tên gì, đến từ đâu, phỏng vấn đây, tên Nguyễn là gì, nói đi. Con tên gì, nói đi, để đăng YouTube này. Con tên gì, là đây, không bắn, đứng im ấy. Đứng im không, là đó, đẹp rồi đó, tên gì. Đến từ đâu? Con từ Hàn Quốc. Con từ Huế, Huế vô, Phí Khô. Năm nay con học lớp mấy? Hai. Học 2. Biết tiếng Anh không? Mẹ con tên gì? Ba tên gì? Sao điện thoại là sao rồi sao? Ba còn rin nha. Vâng. Điện thoại sao vậy? Điện thoại bể thằng nước rồi. Này. Tại sao như con rắn thế ở đây có con rắn nào? À, phải chịu. Tên gì? Tên Voi. Đến từ đâu? Suối Khô. Suối Khô. Học lớp mấy? Lớp 3. Lớp 4. Đó là ân tính và boy và hăng múa đây, múa bài đây, múa bài đây. Lấy một con rồi và tự tin vào lấy một con múa bài có sao chưa đến thằng này nhỉ? Múa đây một hôm cuối này. Quay nè, ai nói sao, sao quay chỗ này nè. Thằng nhảy đi. Không nhảy đâu, cùng chơi mà. Hát, hát đi, hát đi, đừng YouTube. La 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 đi. Mày xuống mày ghê. Bột xuống mình, đó bột xuống nha. Tôi chơi lắc mà. Thế nên cậu đang YouTube rồi, cậu mở cho coi nè. Tại sao, cả sao quay cái ảnh vừa trước, con muốn cả sao chụp ngồi á. Thằng này nói gì đây chứ nữa là có lên vừa có lên tivi nè. Nói gì đây chứ nữa lên tivi á. Không hay nói. Lên tivi còn ước được gì gì. Nói đi. Ước con đi chơi thôi. Ước lên tivi nói cái gì, chuẩn bị lên tivi nè, nói cái gì nói đi. Tivi, tivi cũng có cái này mà cả sáu. Hát cho hay lên thì nữa lên tivi nè. Lên tivi sao được cả sáu. Nhưng mà cái điện thoại bể sao lên tivi được cả sao? Lên tivi được. Hát cho hay, cô nữa hát cho hay nè. Thằng này không biết hát nhạc đâu cả sao? Xin mai chị cho bánh bì quay phim. Không biết bánh bì. Bà
đầu tư clip bán bi trên YouTube. Bán bi. Sớt còn đi chơi. Như anh ấy à? Hát đi, hát đi, hát đi nữa là còn đăng lên YouTube nha lên. Hát đi, hát đi, hát đi, hát buồn. Hát đi, hát đi, hát đi, hát đi. Mình đây, hát đây là lên YouTube này. Đăng nhanh lên. Dạ xuống. Còn một. Một cây. Nhìn con nè. Để xem nhìn nè. Một túi. Hát đi. Mẹ tên gì? Tôi tên là đủ. Tên Nguyễn Thị Bích Loan. Tăng Văn Rin. Cái này ấy tôi. Cái hàng bán đồ đây, bán đồ cho anh.